Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo và đánh giá cũng như là hướng dẫn sử dụng một cái dòng máy chiếu gần ViewSonic, đó là dòng ViewSonic PGD-6552LVS. Đây là một trong những cái dòng máy chiếu gần được cung cấp bởi công ty máy chiếu VNPC. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm các tính năng cao cấp cũng như là cách hướng dẫn sử dụng và những cái kinh nghiệm thủ thuật để sử dụng dòng máy này. 552LVS là dòng máy chiếu gần với cường độ sáng là 3500 lumen, độ phân giải chuẩn là độ phân giải HD 1280-800 và các cái cổng kết nối thì khá là nhiều, bao gồm cổng video, S video, HDMI, các cái cổng computer in là hai cổng màu xanh và cổng monitor out là cổng lấy tín hiệu ra. Ngoài ra thì máy có cổng RS232 rồi cổng LAN này, rồi cổng USB mini khá là đầy đủ. Về cơ bản thì đây là vẫn là cái dòng máy sử dụng cái bóng đèn halogen, tức là bóng thông thường đó. Cho nên là cái thời gian khởi động máy thì nó cũng khá lâu, khoảng 20 đến 30 giây. Ở đây là cái màn hình giao diện chính của ViewSonic 6552LVS. Thì giao diện này cũng là giao diện của hầu hết các cái dòng máy chiếu ViewSonic trên thị trường hiện nay, và đây là giao diện của những cái dòng máy được sản xuất từ những năm 2015 đến năm 2019. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua một số tính năng đặc biệt. Tính năng thứ nhất đó là tính năng chỉnh vòm hình. Với tính năng chỉnh vòm hình này, chúng ta có thể chỉnh cây tông 4 chiều, tức là chúng ta có thể bóp từng góc riêng biệt. Hầu hết tính năng này chỉ có trên các dòng máy chiếu cao cấp, và hiện tại thì dòng máy này nó cũng có tích hợp tính năng này. Đây là tính năng chỉnh vòm hình và tính năng chỉnh góc. Trong trường hợp mà chúng ta muốn reset về ban đầu thì chúng ta bấm menu vào cái mục chỉnh góc, bấm enter. Đến cái màn hình này thì chúng ta bấm và giữ enter trong vòng 2 giây để chúng ta reset lại cài đặt ban đầu. Sau đó nó sẽ hỏi cài đặt mặt định góc hay không, chúng ta bấm ok. Rồi như vậy đã trở về màn hình gốc rồi. Rồi cái tính năng thứ hai đó là tính năng điều khiển máy qua mạng LAN. Tức là đối với tính năng này chúng ta có thể kết nối một cái PC, laptop với máy chiếu thông qua một mạng LAN, sau đó chúng ta trình chiếu thông qua mạng LAN mà không cần phải kết nối dây. Tính năng thứ ba đó là cái khả năng trình chiếu phim full 3D. Thì cái tính năng này hầu hết được tích hợp trên các dòng máy DLP hiện nay, và ViewSonic 6552LVS cũng không ngoại lệ. Đó là tính năng giúp chúng ta có thể giải trí để xem phim 3D với cái công nghệ DLP. Và cuối cùng đó là cái dòng ViewSonic 6552LVS này nó sử dụng cái công nghệ Super Color. Và công nghệ Super Color này với bánh xe màu được thiết kế với 6 bánh xe, cho chúng ta cái màu sắc trình chiếu nó sẽ sáng và đẹp hơn rất nhiều. Cái video này tôi xin phép được dừng tại đây, tại vì hôm nay cái thời gian nó hơi bị giới hạn. Để các bạn có thể tham khảo thêm các cái tính năng, các cái thông tin đặc biệt của dòng máy này thêm trên trang web là máychiu3d.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi review và trải nghiệm sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại.